Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game đó chính là Liên Quân Mobile. Hôm nay thì mình sẽ cầm vị tướng đó chính là Nathrock và đi rừng à, một trong những cái tựa game khá là quen thuộc đối với mọi người đúng không nào? Wow, mình đó là khá là thích cái con Nathrock này luôn, vì cái tốc độ di chuyển của bạn ấy à, di chuyển với tốc độ bàn thờ. Và con Na này thì các bạn biết rồi đó, hai tay cầm Na thì múa khá là cay luôn. Rồi, khu vực đường cánh đang có một cái cuộc giao tranh không hề nhẹ, ba thành viên đang cố gắng câu kéo luôn. Hai tay quyết định lao lên, nhìn sơ lược thì AD tên bạn gần hết máu rồi. Mình đang quyết định chờ cơ hội dứt điểm, và bây giờ một màn nó thuộc về cho team của mình. Hai thành viên tên bạn SB trâu quá cơ, lượng máu còn quá thấp, double kill nó thuộc về cho Nathrock rồi. Quả tuyệt vời, hiện tại thì min của team bạn lượng máu còn khá thấp. Con này là tên là lão già. Đây mình vô mình lạng nó một cái nữa luôn, thêm một cái nữa. Bồi thảm đọt. Ây da. Cái trụ bắn đầu quá cơ. Thôi mình di chuyển. À con AD nó lên nó dí mình kìa. 36 kế gọi là chạy là thượng sách nè. Với cái lượng máu hiện tại của mình thì còn khá là yếu, cho nên mình còn phải đi vào rừng pha một chút xíu. Khu vực đường cánh thì mình đang trông thấy tem bạn đang ép khá là ghê. Con đó là Zippy nha các bạn. Zippy với khả năng đó chính là hút quái và kể cả người luôn. Nó đưa người ta di chuyển với tốc độ rất là nhanh, và ớn nhất là cái khả năng gọi là lăn tròn của nó, có thể làm chóng đối phương rất là bá đạo. Ngó sơ thì để mình sẽ di chuyển qua mé bên đây xem thử nào. Con rồng này thì lượng máu mình còn khá thấp, không biết có là chịu có nổi hay không đây. Với điều kiện là tem bạn đừng có vô thì có thể là mình sẽ ăn được con rồng này. Con AD đang làm gì vậy? Con AD đang lướt nhanh, con AD đang đặt bẫy các bạn à. Nó muốn gài bẫy mình, nhưng mà điều này chắc là không thể rồi. Mặc dù máu mình yếu thiệt nhưng mà mình không có khờ đâu nha. Hiện tại thì là đang là 2-0, đang khá là xanh như bánh canh luôn. Mặc dù lượng máu còn yếu nhưng mà mình chả có sợ đâu. Khu vực đường cánh thì mình đang trông thấy ba thành viên tem mình, hai thành viên tem bạn đang nhây lại với nhau. Mình thì đang trông chờ, không biết đó là lượng máu của mình có cầm cự nổi hay không. Ăn quái rừng mà còn phải âu lo nữa là thôi xác định luôn rồi. Cứ từ từ mà thông thả nào. Khu vực đường cánh lại tiếp tục, tên bạn đang ép 4 thành viên tập trung tại một chỗ. Khu vực đường này khá là căng rồi, nhưng mà mình ở thì quá xa, không thể nào là lao qua hỗ trợ kịp được. Rồi, món đồ đi rừng của mình đã được lên. Ây, rừng tên bạn đang núp bụi, cẩn thận nha anh em. Sơ sẩy là người ta xây sở mình liền đó. Mặc dù mình đang khá là xanh nhưng mà quýnh cũng phải cẩn thận. Đây, phát hiện được một thành viên đang gọi là đi lộn cái bàn các bạn ạ. À, chạy đi đâu em ơi? Em chạy đi đâu? Oh my god, đóng băng lại các bạn ơi, ba đứa lượt giọt lẹ. Ui chạy dứt điểm rồi. Quá tuyệt vời đến từ anh bạn AD. Coi như mình được một điểm hỗ trợ. Pha đó nếu như cẩn thận được một chút xíu thế này, chúng ta có thể lụm mạng được Rinas. Con rừng béo bở của tên bạn. Nhìn sơ thì con rồng còn tới 48 phút nữa mới ra. Chắc lẽ là mình lạng dọn lính đường giữa cái này, sau đó sẽ qua hỗ trợ cho tem. Khá là căng não với cái chiêu của lão già này. Nó làm chón làm chậm đủ các kiểu, qua là đều hết rừng. Có ai không? Nhà có chó kia. Xúc nó luôn chứ mình sợ gì nó. Hiện tại thì mình đang xanh mà. Zippy lao vào hỗ trợ. Bát xê nhẹ. Tem mình cũng lao qua kịp lúc luôn. Nhưng mà cái chiêu của lão già thì các bạn biết rồi đó, khá là cay luôn. Nó làm chấm, làm chón mà còn làm chậm nữa. Thôi anh em mình về lấy miếng máu, quan sát đội hình tên bạn. Còn hai thành viên đang di chuyển với tốc độ bàn thờ, chạy về nhà. Em đi lao lên sút. U cha, một cú sút rất là đỉnh đến từ anh bạn Emery. Rồi đưa thêm một thành viên tên bạn về giường nữa. Hiện tại thì tên mình đang 72, cũng khá là xanh rồi ha. Ngõ sơ thì để mình coi coi, tên bạn tới phút thứ 5 rồi. Tới phút thứ 5 mà mới ăn tên mình được có hai mạng thôi. Wow, con rừng tem bạn đang có ý đồ gì đây? Hai thành viên, cẩn thận nào. Tem mình đang thiếu người, một mình hốt con AD thì vẫn được. Nhưng mà chúng ta quýnh nên cẩn thận, vì có con SP đi theo. Hai đứa nó đang cố gắng giành, đang cố gắng phát hiện được. Rinas đang ăn rừng các bạn ạ. Mày hả bưởi. Rồi lại chạy được trời. Lao thẳng vào và cướp rừng, cướp luôn cái mạng của con Rinas các bạn ạ. Wow, cái tuyệt chiêu mà hất tung của con Na này thì hơi bị bá luôn đây. Có cần hỗ trợ không Zippy ơi? Ôi chà,
không phải Zippy mà là Amy, các bạn. Amelie, cái con này là con Zip, nó chạy đường trời luôn, lại một bạn nữa. Lên bạn đếm số rồi. À, cũng một này thì khá là ổn đây anh em mình, chắc sẽ dọn lính ra qua sơi luôn cái con dơi này nha. Rừng ăn cái con gọi là Runat, nó thấy mình làm như nó hơi bị rung hay sao đó, nó lượn nó chạy không à. Anh em mình me me chơi. À đây, mình chắc với các bạn rằng con rừng nó sẽ vô đây nó ăn bùa chắc luôn, và còn chần chờ gì nữa, lao lên và xúc luôn, một mình đập hai con bùa và cả cái con rừng. Thôi ôi nhìn nó chạy thấy thương luôn, cờ bạn này tên là Phạm Kiệt đó ta. À, chắc có lẽ là bạn chưa có biết HNT rồi. Cái này là phải lên YouTube coi phim đi nha men. Rừng tem bạn. Ồ, có người khen luôn cơ. Quái chai đậu ghê chưa. Rồi, hơi bị lắc một chút xíu. Đây, Zippy đang làm cái gì vậy? Anh ấy đang cố gắng lăn và ủi mình ra khỏi cái trụ các bạn ạ. Nhưng mà điều đó là không thể rồi. Với cái lượng máu khá là đầy và khả năng lạng lách của mình thì... Ai di chuyển nhẹ xuống khu vực đường dưới cái nào. Sao mà chửi nhau vậy? Chơi game văn minh văn hóa là không có được chửi nhau nha. Ây cha, một mình đập được nhưng mà cái con đó nó làm chón căng quá các bạn ơi. Đây, canh me nào, tem mình lên rồi. Hai thành viên đã tụi một chỗ. Chạy đường trời hả men, cố gắng dứt điểm thành công được lão già. Còn bây giờ là con Zippy nó đang di chuyển ghê quá. Con đó là nó có cái tốc độ gọi là lăn các bạn. Nó biến giống như thành cái bánh xe mà nó chạy rất là lẹ. Nhưng mà dường như chạy cũng không khỏi rồi. Hai thành viên tem mình đã dí kịp và lên bảng điểm số nữa. Hiện tại thì tỷ số đang khá là căng não luôn. Mình thì 602, coi như là xanh rồi ha. Đây, cái gì chứ, chơi game thì chúng ta phải cẩn thận một chút xíu. Tựa game kết hợp giữa 5 người các bạn ha. Sơ sẩy nếu như mà để tem bạn bắt từng đứa thì coi như xác định, để tụi nó lộn cái bàn lại thì rất là đáng tiếc luôn. Cho nên anh em cần chú ý nha. Càng về lost game thì anh em cần phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Lụm xong con rồng và bây giờ mình qua mình dọn đường lính cho tem nè. Ok. Đâu rồi? Kiếm bạn nào ra hốt mạng chơi nữa coi. Trời ơi, đang muốn thể hiện bé nào quá cơ mà không ai ra. Đây rồi, phát hiện được thành viên AD. Bội thẩm đoàn được thi triển, dứt điểm. Wow, mình đã lên được thần thánh luôn rồi. Căng dễ sợ chưa, khi mà cái con AD nằm trong trụ, Naroc của mình vẫn lao thẳng vào và hốt được một mạng bỏ túi luôn. Đây đây đây. Rồi ha, trận này thì mình đang chơi chung với team của mình luôn các bạn à. Hai thành viên, có hai bạn à, một là bạn gì ta, à bạn Cường, còn các bạn kia là A gì đó, Emily đúng rồi. Hai thành viên ở đâu, AD chứ. Đây rồi. Ui cha, hơi bị chóng một chút xíu nhưng mà không sao, mình vẫn lấy được cái trụ và đưa vào rút ra rất nhẹ nhàng. Có sơ nào, có ai ra cho mình lụm không? Đây rồi, phát hiện được bốn đứa luôn các bạn à. Mình chỉ lướt thôi chứ bốn đứa mà nó làm chóng mình và nó hốt thì coi như tiêu. Bây giờ chúng ta cần phải bắt cái con nào máu giấy nhất, dứt điểm thành công lão già râu dài. Bây giờ sẽ đến với cái con quái vật. Mày Zippy hả bưởi? Mày Zippy hả? Tao cho mày zip vô luôn. Rồi, xử lý như vậy thì quá là êm đẹp. Hiện tại thì tem bạn chỉ còn lại ba cái trụ nhỏ bé để chịu đựng cái nhà. Còn ở đây tem bạn đang gọi là lập lục cốt các bạn à. Mình nhảy vô mình hốt nó luôn chứ chả có sợ gì cả. Hiện tại thì xanh như bánh canh rồi, lên tới 10 không luôn rồi à, ăn được 10 mạng rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, chắc có lẽ là cái trận game này sắp kết thúc quá ha. Còn nếu như mà thích ngay thì anh em rồi, lui về một chút xíu nào, cho tem bạn ra hốt thêm vài mạng nữa, bỏ túi cho vui. Hiện tại thì tem bạn không còn cái gì cả, bội thẩm đồ được thi triển lao thẳng vào nhà tem bạn luôn. Ôi cha, quá tuyệt vời. Thôi chắc có lẽ là mình lui về đi. Lính thì nó càng lên hết trơn rồi. Anh em ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ nha, đập vào cái nút đăng ký kênh và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên. Đó, subscribe tiếng Anh và tiếng Việt là đăng ký nha mọi người. Để khi mà HNT ra video hay là live stream thì các bạn mới nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Cái nút like thì cứ gõ thẳng vào nó nha. Cầm con na này mà ăn con kinh công thì ok rồi. Hiện tại thì mình cũng đã chắc full đồ rồi ha. Ui chà, thôi ôi, con AD nó lao vào nó bắn phụ con kinh công nhưng mà thấy thương dễ sợ luôn. Nó quýnh coi là muốn hết cây máu.
Ở Maroc sao đứng ngói chơi vậy man? Chuẩn bị gọi là đại chiến thêm cái nữa là xong win nhẹ luôn chứ. Ờ giờ này mới lên được cái thanh kiếm gì ta quên mất tiêu rồi. Thanh kiếm chí mạng. Rồi rồi tôi tới đây, sắp có một cái cuộc giao tranh nổ ra nhưng mà em Ganga vẫn cố gắng mê rừng các bạn ạ. Hiện tại thì 3-4 thành viên team mình đang tập trung trong trụ. Không có đứa nào dám ra cả, mình đẩy luôn 3 đường lính, thả luôn cái con công và lần này sẽ là một cái pha kết thúc nhẹ ở đây. Wow, ba cái con gọi là mấy cái con tướng này mình hay kêu nó là tướng mập vì mình nhìn nó rất là mập luôn. Rồi AD lại lập chốt nữa rồi. Tôi tới đây, vội thấm đồ được thị trường. Ui cha, càng dễ sợ luôn. Gươm hành quyết. Cuối cùng thì mình vẫn không cầm cự nổi và đã phải ngã xuống. Nhưng mà cái mạng này là cái mạng hy sinh và chắc có lẽ là game này chắc cũng kết thúc rồi. Và các bạn xem thì đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình nha. Đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Victory và chắc với các bạn một điều rằng lụm MVP nữa rồi.